đừng theo đuổi em nữa. Giàu có thì em với không tới, nghèo quá thì không nuôi nổi em, đẹp trai thì em không dám yêu, xấu trai thì em lại không thích, chung tình quá em cũng sợ, mà bad boy thì em chơi không lại. Vậy nên quyết định sáng suốt nhất vẫn là độc thân.